Hỏi một tí, cái lãi lãi vay tư nhân có phải cái thuế thu nhập cá nhân của cái lãi vay tư nhân đấy Lại thì doanh nghiệp rồi, ok chị cứ hỏi đi. thì cái doanh nghiệp của mình ấy có phải thay cá nhân đi nộp cái lãi cái thuế thu nhập cá nhân này không, hay là cá nhân đấy nộp thì cái chi phí đi tính như nào? Thật ra thì nguyên tắc là gì, cá nhân cho mình vay tiền thì cá nhân phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân rồi, không có gì phải bàn cả. Đấy, trong luật có quy định như vậy, và chúng ta sẽ được tính chi phí vào, được trừ cái chi phí về lãi vay đó khi mà phải có chứng từ nộp về thuế thu nhập cá nhân là chứng minh là gì đã. Ok, ông có tính lãi. Thế thì muốn tính những cái vấn đề đó thì bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thế còn cái chuyện là gì, do thỏa thuận trên hợp đồng thôi, ai là người nộp thì cũng được. Nếu như mà doanh nghiệp là người kê khai nộp thì doanh nghiệp đi nộp thay họ, còn nếu doanh nghiệp không nộp mà họ nộp thì bảo họ ít nhất phải chụp photo lại cho mình cái chứng từ đó, còn không thì họ chuyển lại chứng từ đấy cho mình thì mình sẽ hành toán bình thường. Tức là nếu mà họ lộn thì mình phải có cái chứng từ lộn của họ, thì À, chắc phải có chắn chứng từ. rồi, chắc chắn rồi, phải chứng minh là cái giao dịch đấy ông đã nộp chứ. Cái tiền lãi vay đấy ông đã nộp thuế chứ, nếu mà ông trốn ông không nộp thì làm sao mà chứng minh được. Thế nếu như ông ấy trốn không lộn thì mình không được tính cái chi Chắc phí đấy chắn mà rồi, lại vậy. không những là mình không được tính mà chi phí được trừ, mà nó còn bắt truy thu mình phải nộp thay đấy. Thế cho nên là một trong hai trong quá trình khi quyết toán thì một là người ta sẽ gạt bỏ chi phí đấy của mình ra, hai đó là gì, mình phải là người đi kê khai và truy thu nộp cái tiền thuế thay cho cái cá nhân kia. Ok ạ. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.